Rồi, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ mấy anh em là vào để lau mộ trước khi ra về cô chú anh chị. Trở lại kênh của chú Tiểu dưới mộ nha. Chiều nay chiều mấy anh em vào lau mộ buổi chiều cô chú. Dạ, con chào cô. Mới nghe cậu còn gì mà. Phải không? Sao kêu lau mộ cho ai? Cậu, cậu Cho ông Năm hả? Kêu cậu mày lớn hơn mẹ mày nữa. Lớn hơn mẹ mày nữa, kêu bằng cậu Năm. Đó nữa. Nè có 700 lớn không hả? Lau mộ cho cậu Năm. Lau mộ rồi đứng đàng hoàng lại nha. Trên đầu mộ á đừng có giỡn. Nhỏ này giỡn ghê trời. Giỡn. Đầu mộ mà giỡn giỡn ừ. Dắt mày đi về đẳng à. Không có giỡn đầu mộ. Lau lau không lau đi chơi. Nghe chưa? Mẹ theo em biết mình nói chưa? Đâu đèn mèo? Đâu đèn cô nè mèo? Đi lấy khăn. Trời ơi. Chỗ nào đi ta? 34 triệu. Này. Gì làm gì vậy? Gì làm gì nó mới kêu vậy? Có đâu đằng kia kìa. Con nghe tiếng rõ ràng đâu đằng đây nè. Trời ơi, kìa ông bỏ nhang vô trong cái hao kìa bà ơi. Không phải gì đi ta. Bậy, bỏ nhang vô cái hao kìa. Không phải gì đằng đây nè. Thôi hơ hơ bà ơi. Làm bậy không? Thì lấy cái khác đi. Cái gì mà thực hiện điều ước với ai ước? Ai ước vậy? Thôi chơi ngồi đó đi. Ngồi đó đi, để chút nữa là anh Bin phải chạy ra ngoài mua cái ống khác á. Ngoài á. Thì nói gì? Ý là con không làm được thì con ngồi im đó luôn đi. Chi vậy? Chứ để chút nữa anh Bin phải chạy ra mua cái ống đèn khác đó. Cái đó đâu phải hai con đâu. Thì con còn không, con tự đi. Trời ơi, con lau xong rồi đó, cũng không biết lau cái gì nữa. Lau cái gì xong à? Em vui vẻ là được rồi. Đây là tao lau mặt cho học giỏi. Thiệt. Ủa? Cho la. Lau mộ cho học giỏi, học là thông minh với người ta đồ. Đó, cho la. Rồi, nhỏ này giỡn nữa ơi. Con lau xong cho cậu Năm mày đó. Giỏi với gì vậy? Mày với mẹ mày nghe hèn nghe không? Pin ở nhà tên Pin để cho em mượn học quẹt á anh. Chú vậy? Tên Pin tại vì
được trong người, lúc nào ở nhà cũng có điện. Bên gì nha, cho bên. Bên là tập xe cho mình chạy điện thoại hả? Ủa sao nó không chơi anh Ngọc? Đây nè. Gì? Đốt đèn nó đốt thôi, nó quay cái dục thôi. Là của ai? Để qua đây phản dưới cái dù rồi. Cái thằng mini. Vui. Hôm nay anh Ngọc bánh xe YouTube được 34 triệu. 34 củ. Rồi, kìa, kìa. 34 triệu. Còn ra không gì? Hả? Rồi mèo đem cái này lên kia giùm cô được không? Có chừng cứ. Ôi, sợ anh á. Đâu có bị gì đâu. Nè mèo, lau cái này đi mèo. Biết lau này không? Biết. Nè. Ừ, xong rồi con bỏ cái này vô. Chờ chút nha. Đi đâu nữa vậy? Từ nay với mèo nó cũng vui ngập rồi lắm. Đi đâu? 3 triệu 4 ngàn. Cái này nó ướt mà, nhúng nước chi nữa. Hai nó lon cái nước lên ở dưới này nè, lau dưới này. Hương nước này bắt đầu có. Mà phải nhúng nước vô không? Nó không có ướt. Chị không biết chị hả? Chú có đi học hả? Nói gì à? Nói gì đâu. Ý là dưới đây nước rồi nè. Mà con nhúng nước đó hay sao con lau dưới đây? Mà có vậy không à? Bà nói tôi gì mà không đi học gì? Hả? Ý là nói gì? Nói gì á? Mà cô nghe cô nãy cô nói cô gì không đi học gì á? Đâu có đâu. Có. Cô nhầm lẫn rồi. Có. Đâu cái con nhìn cô. Có. Mèo này nãy ở ngoài kia mèo cũng nói vậy nữa. Cô đang quay đó. Nè, nghe hết luôn á. Cừ. Rồi giờ nói lại đi, nãy có nói vậy không? Không. Chắc không? Lau đèn lẹ đi ở xin tiền. Lẹ lau phụ. Người ta comment vô nói ôi trời ơi con cắn nhau mà còn nhỏ quá chừng mà cho đi vô nghỉ trang vậy. Nói lại than với chú Tiểu Phan á cô ơi. Trời. Ai? Ai cả chữ này hỏi ai cả. Nói con mèo chứ ai. Người áo xinh hả? Hả? Sao? Ý là con của ai mà còn nhỏ mà vô nghĩa trang. Rồi giờ trả lời sao? Ý nói con bé nào mà tóc ngắn ngắn nè, mặn đầm, mặn váy gì nè, mà cứ có... Mà cứ hay vô nghĩa trang á. Rồi giờ trả lời sao? Này đâu phải anh hai con. Ý là nói là con của ai, giờ nói là sao? Nói riêng nói tầm bậy. Con hết nói nổi rồi, con lau xong rồi nha. Rồi đi đi. Nó lau con miếng vậy là lau hết nổi. Trời ơi, ba ơn nữa. Nghe mất mệt rồi. Từ từ, thả ra, thả ra. Làm thì không làm phụ người ta mà xin khăn lấy làm gì. Thằng nó bể một cái là kia anh Bin đi mua nè. Ngồi đó mà giỡn. Đó hay việc của con. Tí nữa gớt cái nắp đó luôn rồi. Ngồi việc của con kìa.
hả? Cái gì? Này nè. Giống gì? Vàng á hả? Vàng đó. Ờ, nghe cái gì phèn phèn. Ba hay binh. Ba bảo vệ. Kêu vậy chiều về ngủ với ba luôn đi. Dọn đồ về ba ở đi. Gì? Khóc luôn hả? Nó hết ngủ với mẹ nó thôi phải không? Tối mèo ngủ với ai mèo? Mèo. Ủa sao cái này nó mở ra khó gì ta? À, biết cái đó bị gì không vậy? Nó bị sida. Nói làm như biết sida. Nước cũng hết luôn cái bình. Nhìn cái màu là biết trắng bét luôn. Ai à? Gì đâu? Không cơ. Không rồi. Không làm mà đâu có ăn không. Sao nói ai trời? Nói ai mà không làm mà đâu có ăn. Nói chú Ngọc, nó tay. Trời đất. Thấy ba Ngọc làm mà. Ghê vậy? Cái lỗ này hư rồi chạy. Cái đó nó bị hư rồi. Không đốt trực tiếp luôn. Trời. Gì? À, hậu nhân. Quá trời ghê. Trời mưa mấy cây đèn nãy dư.
Hả? Giờ này mấy giờ vậy tím? Giờ hả? 4 mấy rồi. 4 giờ mấy rồi. Rồi mẹ về luôn rồi. Mẹ về chưa? 4 giờ là về rồi. Rồi giờ cúng cho chú. Đứng vô khác đi nè, thấy chút nữa ngã cái điện thoại à. Đi về hả? Mẹ thấy tới chưa? Rồi bye bye nha. Rồi mai gặp lại. Trời nóng quá. Ừ. Lau đèn cho chú xong cái quên lau mộ luôn cô chú anh chị. Mày lâu quá không mở buổi chiều. Còn một việc rất là quan trọng mà quên. Đầu tiên lau mộ thì chú. Trời này ha, không biết mưa không, cũng chưa có bỏ đèn cày được. Để chút xíu chừng nào thấy không mưa đi về thì anh Ngọc anh đốt. Trời mưa. Hồi nãy có hai cái anh lại đây. Một anh là học trò của chú. Một anh là anh ấy bạn. Mà tiên thì không dám kêu mời ảnh xuống. Tại vì thấy mấy người đàn ông mà xỉn á, say rượu á, không biết là có sợ như thế nào, không có dám. Mình chỉ đứng đó hỏi chút xíu là họ tự đi thôi cô chú anh chị. Tao nghe là mình đi vô coi sao. Nghe. À, hai mày cho chị mày miếng cà ri. Cái đang quay, có gì không? Rồi về mua cho 5 ổ mì tròn tròn á nha. Rồi rồi. Sáu tuổi rồi.
Cô chú. Tại lại đây chứ tại con đang quay sẵn mà. Coi né chút xíu cho con cái điện thoại. Ngày nào không có người cúng rồi là không có người lao chuồng. Cô kêu người trong đây thì đừng có la chim, mà mình thì mình quay với mình đâu có la, mà đang quay để lau dọn mộ buổi chiều cho chú, mà mấy cô chú tự đi tới ống kính thôi chứ mình không có quay cô chú anh chị. Vậy là xong một ngày rồi, tới đây thì Tiên cũng xin kết thúc video. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào cái video sáng ngày mai ha. Ngày mai thì Tiên sẽ tiếp tục đến mộ chú cũng như là ghi hình để cho cô chú anh chị xem.